Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho đời sống của mỗi một chúng ta. Chúa ban ơn, Chúa Ngài chu cấp cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần, để chúng ta có thể hầu việc Chúa. Và Chúa Ngài cũng có những đường lối của Ngài để giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có một đời sống cứ được tăng trưởng, được phát triển trong ơn của Chúa. Vì ý định của Ngài là chúng ta được Chúa Ngài ban phước, loài người chúng ta, lời ban phước đầu tiên của Đức Chúa Trời cho tạo vật của Ngài, đó là trên loài người của chúng ta, phải sẵn sàng thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Cảm ơn Chúa vì sự gia tăng là điều mà Chúa Ngài đã định cho hội thánh của Ngài, của dân sự của Chúa, của nhân loại. Nên chúng ta tiếp tục phát triển không ngừng là điều mà Chúa Ngài muốn thấy ở trong đời sống của chúng ta. Mình xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta cứ được Chúa Ngài cho đời sống của chúng ta bước đi trong phước hạnh, trong ơn của Chúa. Và buổi sáng hôm nay trong mùa lễ tạ ơn, chúng ta sẽ nói đến cái sự tạ ơn nó quan trọng và sức mạnh của sự tạ ơn như thế nào. Và chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài kỳ công của đức tin. Và chúng tôi xin mời anh chị em buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đức tin là nhận và tạ ơn Chúa trước. Đồng ý niệm mà có thể chúng ta quen trong một số lĩnh vực, nhưng mà chúng ta lại thiếu ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta, nhất là trong lĩnh vực của đức tin. Tạ ơn Chúa, chúng ta đang sống ở trong một cái đất nước mà người ta hiểu được điều này. Cho nên có một ngày mà nước Hoa Kỳ này đã dành riêng để tạ ơn Đức Chúa Trời cho những điều Ngài đã làm cho đất nước này, cho dân tộc này. Và chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái công việc rất là khác biệt so với lại các quốc gia khác. Bởi vì người ta nhận biết được sự giàu có thịnh vượng của đất nước này là do sự ban phước của Chúa. Vì chúng ta biết rằng khoảng 120 người đầu tiên ở trên chuyến tàu từ nước Anh qua đây để tìm sự tự do của niềm tin. Vì lúc bây giờ họ bị bắt bớ và ngăn cấm trong việc tự do để thờ phượng Chúa. Thì họ đã trải qua nhiều cái sóng gió và khó khăn. Nhiều người đã phải bỏ mạng trong chuyến đi bởi vì bệnh tật. Và khi họ đến nơi thì trong cái xứ sở này, lúc bây giờ thì ở một cái nơi rất lạ, họ chưa quen biết trong vấn đề trồng trọt cũng như là gặp nhiều khó khăn về thời tiết. Lại thêm ở trong năm đầu, hơn phân nửa đã chết. Và ở trong năm đầu thì họ chỉ có thể ăn 5 hạt bắp một ngày, với một cái thức ăn rất là giới hạn như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong sự ban ơn dẫn dắt của Chúa và sự giúp đỡ của thổ dân người ta đây, thì năm sau thức ăn của họ dư dật. Cho nên thống đốc lúc bây giờ, ông Bradford, đã kêu gọi dân chúng hiệp lại với nhau để dành một cái thời giờ để cùng nhau ôn lại các phước hạnh của Chúa và tạ ơn Chúa cho những gì Chúa Ngài đã ban cho họ. Bởi vì họ cảm thấy như bệnh tật, dịch lệ đã qua đi. Bây giờ họ bắt đầu kinh nghiệm được một sự sống đầy đủ trong sự ban cho của Chúa. Và họ đã lập cái thời giờ để cảm tạ Chúa đầu tiên đó. Theo đó, truyền thống của đất nước này dần dần đã đặt ra thành ngày thứ năm cuối tháng 11 là ngày mà cả nước Mỹ dừng lại để cảm tạ Chúa vì ân phước mà Chúa Ngài ban. Và dĩ nhiên là chúng ta biết rằng theo thời gian, người của các xứ khác đến đây thì họ không có làm cái phong tục này, cũng như người ta thương mại quá cái ngày này. Và chúng ta thấy rằng con người đã đổi tên của nó. Tại vì ngày này là ngày tạ ơn Đức Chúa Trời thì người ta gọi đó là ngày của gà tây, thức kỳ đề, vân vân. Thì chúng ta thấy cái tấm lòng của con người chúng ta như vậy. Khi chúng ta không biết thì chúng ta không biết cảm tạ. Mà không biết cảm tạ thì nó sẽ đánh mất của chúng ta rất là nhiều phước hạnh mà sự cảm tạ có thể mang đến. Cho nên sáng hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ về cảm tạ ở trong mức độ của, trong góc cạnh của đức tin. Bởi vì có những điều trong đời sống mà chúng ta mong ước nhưng chúng ta chưa thấy, thì làm sao chúng ta có thể cảm tạ được? Nhưng chúng ta cảm tạ trong đức tin. Và tôi mời anh chị em để chúng ta sẽ cùng suy nghĩ điều này với tôi trong ngày hôm nay. Chúng ta trở lại với đoạn kinh thánh của chúng ta, mà chúng ta trong loạt bài này, đó là Hebrew chương 11. Hebrew chương 11 bắt đầu câu số 1 cho chúng ta một câu kinh thánh rất đặc biệt, gồm chứa nhiều lẽ thật ở tại đây mà nếu chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta sẽ thấy đức tin của chúng ta nó có kết quả, đức tin của chúng ta làm nên những kỳ công rất là đặc biệt. Hebrew chương 11 câu số 1 nói: Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy hay là chưa thấy.
Cảm ơn Chúa. Câu này cho chúng ta thấy rằng đức tin, chính bởi đức tin đó, thì chúng ta thấy là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong. Mình tin rằng cái điều mình đang trông mong đó, nó sẽ đến với mình. Làm sao để chúng ta biết rằng nó sẽ đến? Chúng ta tin rằng sẽ đến. Bởi vì đức tin của chúng ta nơi Chúa toàn năng, Đấng có thể ban phước, có thể chu cấp cho chúng ta, Đấng đã từng dựng nên những gì chúng ta thấy được ngày hôm nay từ những điều không thấy được. Đấng đó có quyền để ban phước trên chúng ta. Cho nên đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy, mình chưa thấy, nhưng mà mình cảm ơn Chúa bởi vì nó chắc chắn sẽ đến. Và đó là đức tin ở trong ơn của Chúa. Và câu kinh thánh khác rất là quan trọng để chúng ta có thể thấy được ở trong Mác chương 11 câu 24, đây liên quan đến tất cả những cái nguyên tắc của chúng ta trong đời chúng ta nhận được bất cứ điều gì từ nơi Chúa đó, nhất là trong sự cầu nguyện. Thì câu kinh thánh này là câu chìa khóa cho chúng ta. Khi tôi khám phá và hiểu được lẽ thật này, nó thay đổi đời sống cầu nguyện của tôi. Và tôi thấy có thể nói rằng Đức Chúa Trời Ngài đáp lời 100% những gì tôi cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Và trong 100% đó, những cái sự trả lời là được của Chúa đó, thì là đa số. Cũng có những trường hợp Chúa Ngài nói chưa đến lúc, và có những trường hợp Chúa trả lời là không, đây không phải là việc mà ta, ý của ta là ban cho con. Thế mà để chúng ta có thể nhận được cái sự đáp lời của Chúa cho sự cầu nguyện, thì lời của Chúa bảo chúng ta ở trong Mác chương 11 câu 24, vì vậy ta bảo các con, đây là chính lời của Đức Chúa Giêsu phán, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi. Bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy. Như vậy đức tin không phải là tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm một điều gì đó. Đức tin cũng không phải là hy vọng Chúa sẽ làm một điều gì đó. Nhưng mà đức tin là chúng ta tạ ơn Chúa trước cho điều mà mình xin, bởi vì mình biết nó sẽ đến. Đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta thì suy nghĩ khác, chúng ta nói rằng làm sao như vậy được? Chúa bảo, vì vậy ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi. Vậy là chỗ mà chúng ta thiếu đức tin này. Chúng ta xin chuyện nhỏ nhỏ, chúng ta nói cái chuyện này nhỏ chắc Chúa làm được. Chuyện lớn hơn hay là một cái thách thức nó lớn ở trong đời sống của chúng ta cầu nguyện, chúng ta bắt đầu đặt cái câu hỏi là liệu điều này có xảy ra hay không, điều này có khó không, điều này có ứng nghiệm hay không. Và chúng ta bắt đầu đức tin của chúng ta bị dao động. Nhưng mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay để chúng ta có thể thấy cái chìa khóa tới đây. Đó là hãy tin rằng mình đã nhận được rồi. Và đã nhận được rồi thì chúng ta cảm ơn. Nhiều người cầu nguyện xong thì nghi ngờ, cho nên không thấy điều gì xảy ra cho mình. Nhưng mà khi chúng ta cầu xin bất cứ điều gì, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, mà chúng ta kiện toàn đức tin của chúng ta ở trong cái chỗ đó là hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy. Anh xem có thể nói khoan mục sư, chờ một chút, sao không hiểu vậy? Tôi phải cảm ơn Chúa trước khi tôi nhận được điều tôi cầu xin để tôi được điều tôi cầu xin. Đúng, phải cảm ơn Chúa trước. Tại sao cảm ơn Chúa trước? Bởi vì mình tin rằng Chúa Ngài đã cho rồi. Cho tôi sử dụng một cái minh họa để giúp chúng ta giải thích cái ý tưởng cảm ơn Chúa trước. Giả định nếu có ai đó cho bạn một tấm séc $1,000, ngay bây giờ bạn có đợi cho đến khi đổi thành tiền mặt mới đến cảm ơn không? Chắc là không, phải không? Chỉ trừ ra những người mà đã từng bị người ta cho hot check. Anh em có những kinh nghiệm xấu ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta chuyển vào đối với Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài phán thì Ngài giữ lời của Ngài phán. Ngài hứa Ngài sẽ không đổi lời. Chúng ta cảm ơn người cho chúng ta cái ngân phiếu, cái sách ngay lập tức, phải không? Tuy nhiên $1,000 sẽ không thực sự là của chúng ta cho đến khi chúng ta đi đến ngân hàng và chúng ta đổi nó thành ra tiền mặt.
Bởi vì tấm sách đó chỉ đơn giản là một lời hứa. Khi chúng ta nhận được tấm sách, chúng ta có thể chân thành nói lời cảm ơn, tin rằng lời hứa đáng tin cậy, là cái người viết cái sách đó cho chúng ta rất đủ tiền ở trong ngân hàng để chi trả cái số tiền đó. Đức Chúa Trời có lời của Ngài hứa, và khi Ngài nói rằng ta ban cho con, thì chúng ta tin chắc rằng Ngài có quyền để thực hiện điều đó. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa trước khi chúng ta thấy điều đó xảy ra. Đó là tiếng nói của đức tin. Quên anh khác để anh chị em có thể thấy được. Có một người đi phỏng vấn để nhận việc làm mới. Khi phỏng vấn xong, người phỏng vấn nói rằng thứ hai trở lại để bắt đầu công việc. Trên đường về anh nói rằng mình phải có một bộ đồ vest mới để mình đi làm. Anh ghé vào trong khu mua sắm và shopping, mua bộ đồ vest. Quýt sáo đi về nhà, bà vợ hỏi ông mua đồ để làm gì? Để thứ hai đi làm. Sao biết chắc chắn mình đi làm mà đi mua đồ như vậy? Lỡ không có thì tốn tiền. Mình bây giờ đang thiếu thốn về tài chính. Không, bởi vì người phỏng vấn đã hứa rằng thứ hai đến để làm. Và cái người này có một cái lòng tin rằng mình sẽ trình diện để đi làm ngày thứ hai, cho nên ghé qua để mua bộ đồ vest để đi làm. Đức tin của chúng ta cũng phải hành động giống như vậy. Tuần trước tôi chia sẻ với anh chị em, chúng ta nói chúng ta tin Chúa phải có việc làm cặp theo. Đức tin mà không có hành động thì chúng ta sẽ rằng nó là chết, mà đức tin có hành động nó sẽ đem lại kết quả và tăng trưởng. Từ chỗ tin cho đến chỗ chúng ta có hành động, nó có một cái khoảng trống rất là kinh khủng. Khoảng trống đó là sự không vâng lời. Chúa bảo chúng ta không vâng lời mà chúng ta đòi có kết quả thì không được. Ở đây chúng ta trở lại với lời của Chúa hứa với chúng ta. Bất cứ điều gì, Chúa Giê-xu Ngài nói rằng, vì vậy ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi. Tôi cảm ơn Chúa vì bản diễn ý có thêm chữ rồi tại đây, để cho chúng ta dễ thấy. Mình đã nhận được rồi. Rồi chữ thì ở cái bên cạnh đó là cái điều kiện. Thì các con sẽ được điều ấy. Nếu chúng ta không tin rằng mình đã nhận được rồi thì chúng ta sẽ không được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tặng Chúa trước. Chúa Giê-xu phán với hai người mù. Họ đến, họ gặp Chúa và Chúa hỏi hai người muốn ta làm gì cho các người. Họ trả lời rằng chúng tôi muốn được sáng mắt. Thì Chúa Giê-xu Ngài rờ mắt hai người và phán rằng theo như đức tin của các ngươi phải được thành vậy. Theo như đức tin của họ, họ dám xin Chúa Ngài cho họ mắt của họ sáng. Họ mù từ thổi sanh ra. Chúa Ngài trao lại ở trong tay của họ cái trách nhiệm đó là theo như đức tin của các ngươi phải được thành như vậy. Cảm ơn Chúa. Cho nên có những khi tôi cầu nguyện cho những người cần được sự chữa lành, thì tôi đặt câu hỏi là anh chị hay là ông bà có tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho mình hoàn toàn 100% ngày hôm nay không? Đúng không? Số họ khựng lại, bởi vì họ có thể đã từng tiếp xúc với những chức vụ cũng như những hội thánh cầu nguyện xong rồi ý Chúa được nên rồi phủi. Nhưng mà theo điều mà Chúa Giê-xu Ngài nói với hai người mù này thì chúng ta thấy cái yếu tố của đức tin rất là quan trọng. Họ dám tin rằng Chúa Ngài sẽ mở mắt cho họ. Ngài đang rờ mắt hai người và phán rằng theo như đức tin của các ngươi phải được thành vậy. Cho nên yếu tố của đức tin rất là quan trọng. Cho nên chúng ta sẽ đi đến kết luận đó là đức tin mà cộng với lời tạ ơn thì chúng ta sẽ thấy bứt phá xảy ra, dấu kỳ phép lạ xảy ra và nhiều điều lớn lao sẽ xảy ra. Tạ ơn Chúa trước. Từ khi chúng ta cầu xin đến khi lãnh nhận được là thời gian thử thách, là thời gian hạt giống lớn lên. Và chúng ta tưới cho hạt giống này nó được lớn lên bằng cách chúng ta tặng Chúa trước. Đấy là chỗ mà chúng ta thấy nhiều người xin xong rồi không thấy cái điều mình xin nó được lớn lên. Bởi mình không tưới nước. Mình xin xong rồi mình bước ra khỏi nhà thờ, mình nói ngược hết tất cả những điều mình xin. Chúng ta dường như là có một cái nón chúng ta đội lên khi chúng ta vô trong nhà thờ. Đây là những điều của việc thiêng liêng nha. Mình nói, mình cầu nguyện này khi mình tin. Nhưng mà bước ra khỏi nhà thờ, cái mình cởi cái nón nó xuống, mình bắt đầu mình nói như những người vô tín, những người vô thần. Mục sư Khánh không nói những chuyện, nó chuyện trên trời dưới đất, chứ còn làm gì có chuyện đó. Thì những người như vậy đừng hòng mình sẽ nhận điều gì từ nơi Đức Chúa Trời.
Và mình đến với Chúa mà không có đức tin, tuần rồi chúng ta đã xây dựng, không thể nào vừa lòng Đức Chúa Trời nếu chúng ta đến với Ngài mà chúng ta không có đức tin. Bởi vì Ngài là đấng hay ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài trong đức tin. Và cái ban thưởng của Chúa đó là điều mà chúng ta đang chờ đợi, phải không anh chị em? Trong ơn của Chúa, xin Chúa Ngài ban phước. Đừng chờ cho đến cái kết quả xét nghiệm của bác sĩ rồi chúng ta mới tạ ơn Chúa, cầu nguyện xong cảm ơn Chúa trước. Bởi đức tin của chúng ta tin rằng con xin sự chữa lành từ nơi Chúa, và con tin rằng mình đã được rồi, cho nên con cảm ơn Chúa vì con đã được lành. Tôi nghe liền có những người đi theo Chúa bằng lý trí đó, họ nói mấy ông mà ân tứ, mấy ông mà giảng về Đức Thánh Linh thì là những người mà suối con dân của Chúa nói những điều mà chưa thấy. Đó. Như vậy thì định nghĩa của Hebrew 11 câu 1 các ông để đâu? Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những gì mắt của mình chưa thấy. Người công bình sống bởi đức tin, chứ không phải người công bình sống bởi lý trí. Người công bình sống bởi lập luận của con người, hay là những triết lý của đời sống này. Người công bình sống bởi đức tin. Người công bình sống bởi đức tin chứ không phải bởi những gì mắt thấy. Chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bước đi bởi những gì mắt thấy. Sự khác biệt của chúng ta và những người vô tín, những người vô thần, ở cái chỗ là chúng ta tin có một Đức Chúa Trời quyền năng và đấng cầm quyền tể trị mọi sự ở trên đất này, trên vũ trụ này. Đừng chờ cho đến tài chính của chúng ta, giấy của ngân hàng báo về cho chúng ta biết rằng số tiền của chúng ta lên cao, chờ cho đến khi thịnh vượng. Hãy bắt đầu cảm ơn Chúa trước, vì chúng ta tin, chúng ta xin thì có một người cha thiên thượng đứng ban cho chúng ta những điều tốt lành mà Ngài biết chúng ta cần ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta cảm ơn Chúa trước, hành động của đức tin này nó củng cố đức tin của chúng ta khi chúng ta bước đi với Chúa. Chúng ta tạ ơn và chúng ta thấy việc xảy ra, rồi chúng ta lại tạ ơn cho việc vừa xảy ra, Chúa lại ban ơn trên chúng ta càng hơn nữa. Và đây là chiều sẽ giúp cho chúng ta cứ tăng trưởng lên trong đức tin, trong ơn của Chúa. Và nếu chúng ta dừng lại ở cái chỗ chúng ta cầu nguyện xong, chúng ta ngồi đó, chúng ta bắt đầu nghi ngờ, chúng ta để cho những tiếng nói khác, cái bệnh này khó trị lắm á, bệnh này chết mang theo á, bệnh này là bệnh nan y á, thì chính những tiếng nói đó, nếu chúng ta cho phép nó sẽ làm ngập chìm tiếng nói của đức tin của chúng ta. Bất cứ điều gì các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin mình đã nhận được rồi thì các ngươi sẽ được điều đó. Nên xem thắc mắc hơn nữa, gặp Chúa Giêsu hỏi Ngài, để tôi trích lời của Chúa. Đây là những gì Abraham đã làm mà chúng ta đã học tuần trước. Mọi người đều nói rằng đây là điều không thể. Thôi ông làm ơn, già rồi, 100 tuổi rồi, làm gì có chuyện sanh con. Nhìn bà kìa, 90 tuổi rồi. Abraham không lay chuyển trong đức tin của mình đối với Đức Chúa Trời. Ông đã nhận được đứa con của lời hứa. Cũng gặp khó khăn đó. Bà Sarah, bà nghe thì có một ngày bà đã muốn giúp Đức Chúa Trời. Bà nói tôi thì chắc là không sanh con cho ông được rồi. Bà dắt người đầy tớ đến và nói ông ngủ với nó đi, để sanh ra đứa con của lời hứa. Và kết quả là sanh một đứa con không thuộc về lời hứa, mà gia đình đã có tranh chiến từ thời của Abraham cho đến ngày hôm nay. Con cháu của Ismael và con cháu của Isaac bằng chiến tranh trải qua bao nhiêu ngàn năm. Và thiếu đức tin. Mà Abraham, chúng ta thấy rằng ông đã củng cố đức tin của mình. Ông cảm tạ Chúa. Chúng ta thường nghĩ rằng tôi sẽ cảm tạ Chúa sau khi tôi thấy cái này, sau khi tôi thấy cái kia. Đó là lập luận của chúng ta, chứ không phải nguyên tắc thuộc linh mà Chúa Giêsu muốn dạy dỗ chúng ta. Nếu ta chờ cho đến khi việc đã xảy ra rồi, thì đó là lòng biết ơn. Nhưng mà tiếng nói của đức tin là chúng ta cảm ơn Chúa trước. Xin xong chúng ta cảm ơn Chúa trước, việc sẽ xảy ra. Và nguyên tắc này giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Tôi cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Lập tức phía sau cái lời cầu nguyện, với hết cả đức tin, còn cảm ơn Chúa trước vì người này sẽ được lành, kết quả sẽ xảy ra, chúng con sẽ nghe những tin tức tốt lành. Kết quả rất là tốt đẹp.
Vì nó dựa trên lời của Đức Chúa Trời chứ không phải là lý luận của chúng ta. Xin Chúa cho để tiếng nói đức tin lớn hơn tiếng nói của lý trí trong đời sống của chúng ta, để chúng ta cứ được tăng trưởng ở trong Chúa. Đức Chúa Trời rất muốn ban phước trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy biết thường xuyên cảm tạ, ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì điều đó sẽ mang lại cho chúng ta sự tin tưởng rằng những gì Đức Chúa Trời phán sẽ xảy ra. Nếu có chậm trễ, cứ vững lòng thì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Trong lúc đó chúng ta biến sự lo lắng của chúng ta thành lời ngợi khen. Vì lo lắng là chúng ta cứ lặp đi lặp lại như con bò ăn cỏ xong bỏ trong cái túi rồi trở về ở trong chuồng đó, đưa lên để nhai đi nhai lại. Khi mà lo lắng là chúng ta để trong tâm trí của chúng ta một cuộn phim cứ quay đi quay lại. Lỡ chuyện đó không xảy ra thì chuyện đó sẽ xảy ra và nó sẽ tồi tệ và chúng ta thấy nó làm cho đức tin của chúng ta bay mất. Và nếu chúng ta biến nó trở thành lời cảm tạ, con cảm ơn Chúa, con tin chắc rằng điều con cầu xin theo ý của Ngài, con đã được rồi. Bây giờ con chờ đợi để nó xuất hiện trên đời sống của con. Vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những gì mình chưa thấy. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước để hội thánh của Chúa sẽ đầy những con người của đức tin. Amen anh chị em. Để chúng ta sẽ bừng lên ở trong ơn của Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện của thiên sứ đến để đem sự đáp lời cầu nguyện của Chúa đến cho Daniel. Khi thiên sứ đến thì nói rằng Chúa đã nghe lời cầu nguyện của ông vào ngày đầu tiên, nhưng mà phải mất 21 ngày sau, bởi vì thiên sứ phải đối diện với quyền lực của bóng tối ngăn trở sự đáp lời của Chúa đến cho Daniel. Có những việc đang diễn ra ở trong linh giới mà mắt của chúng ta có thể chưa thấy, có thể chúng ta không thấy. Mà yếu tố đức tin của chúng ta phải tiếp tục đặt vào Chúa. Cho nên liên tục cảm tạ Chúa đó sẽ khiến cho thiên sứ đang mang sự đáp lời của Chúa tiếp tục đến với chúng ta. Thiên sứ phải quay trở về nếu chúng ta dừng cầu nguyện, chúng ta đầu hàng và chúng ta nói rằng thôi, chuyện chắc không có xảy ra. Nếu khi chúng ta tin thì chúng ta có thể biết chắc vững vàng điều chúng ta tin nó sẽ xảy ra, như lời của Chúa nói. Vì Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch và chương trình của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi từng chia sẻ với anh chị em hình ảnh này, và tôi muốn nhắc lại để những người mới nghe tôi có thể thấy được. Ông nội tôi có một cái công việc làm có một toán cái tàu chạy đò, tức là đưa khách từ thành phố này sang thành phố khác. Thì có một tuyến đường mà một lúc ở trong gia đình thì ba của tôi phải cầm cái sự hướng dẫn của chiếc tàu đó từ Tân Châu, Hồng Ngự trở về. Tôi nhớ mỗi buổi chiều mẹ tôi dắt tôi đi ra bến tàu để đón ba tôi. Tôi nhớ khi chiếc tàu nó đến từ ngay chỗ cái cồn Long Khánh, tại đó có ba cái cây rất là cao, mà sau này khi tôi đi chung với người anh họ để cầm tay lái đi đó thì chúng tôi cũng bắt đầu rời Tân Châu là chúng tôi nhắm ngay cái chỗ ba cái cây đó, chỉa cái mũi tàu của mình đi thẳng đến đó rồi dời cái địa điểm, cái mục tiêu khác để giữ cho tàu của mình không có bị lệch. Tôi nhớ khi còn ở xa như vậy thì cái điều đầu tiên mà chúng tôi thấy là có một đống khói nó lên. Mẹ tôi nói kìa, ba sắp về tới rồi. Lúc nhỏ chưa biết, tôi nói sao mà mẹ thấy được, tại thấy khói rồi đó con. Rồi chút nữa thì thấy cái mui của chiếc tàu, rồi dần dần đến nữa bắt đầu đến thấy cái mũi là mình biết là sắp tới nơi rồi. Tại sao mẹ của tôi dắt tôi đi ra đó để đón ba của tôi trong khi chưa thấy? Bởi vì tin rằng đây là tuyến đường mà chồng của mình mỗi ngày đi và về sẽ đi con đường này. Và cái giờ mà đã rời Hồng Ngự để về Tân Châu cũng đã rời đúng giờ, thì bây giờ cũng chắc chắn là sẽ đến. Đức tin cũng vậy anh chị em. Đức Chúa Trời có kế hoạch, có lời hứa của Ngài, và chúng ta tin rằng nó sẽ đến với chúng ta. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều chúng ta đang trông mong, là bằng cớ của những gì mà chúng ta chưa thấy, nhưng mà chúng ta nói rằng Chúa phán cho nên tôi tin, Chúa phán tôi tin thì việc nó sẽ xảy ra. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thắng được cái thái độ năn nỉ Chúa, mà bước qua cái thái độ tin và xin trong thái độ đầy đức tin. Tiên tri Ly không năn nỉ Chúa xin mưa, mà ông cầu xin một cách chắc chắn.
Cảm ơn Chúa trước sẽ đem lại sự bứt phá mà chúng ta cần. Anh chị em còn nhớ trong sự ký thứ 2 chương 20 câu 21. Lúc bây giờ vua Giô-sa-phát, ông nghe tin rằng có một cái liên minh ba nước hợp lại với nhau để tấn công xứ sở của ông. Vua nhờ người cầu vấn Đức Chúa Trời. Ông rao một cái kỳ kiêng ăn trọng thể cho cả xứ. Nó biết rằng vấn đề rất là khó khăn. Quân đội này quá đông. Ông biết thực lực thì chắc chắn rằng họ thắng ông rồi. Nhưng mà có một điều có thể thay đổi cái kết thúc của cuộc chiến. Đó là sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta để ý đến tại đây, điều mà ông làm đó, cái nguyên tắc áp dụng cho chúng ta, cảm ơn Chúa trước, để chúng ta có thể thấy được sự bứt phá ở trong ơn của Chúa. Sự ký thứ 2 chương 20 câu 21 chép, khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta thấy vui chứ. Giô-sa-phát bày tỏ cái sự toàn hảo nhất về sức mạnh của việc cảm tạ Đức Chúa Trời trước. Trước khi chúng ta nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện bứt phá của chúng của mình, chúng ta cần biết cảm tạ Chúa, cần biết ca ngợi Ngài. Chúng ta thử hình dung ba cái quân đội kia, nó đang bao vây, thì thấy quân đội của Giô-sa-phát bước ra, thì họ có thể họ điểm binh và họ coi cái bên kia cái chiến thuật như thế nào, thì họ chắc có lẽ lấy làm lạ lắm, cái chiến thuật này nó lạ quá. Có những người đánh đàn hạt đi trước với những người ca hát đi bên cạnh, không thấy vũ khí, không thấy gươm giáo, mà thấy những người ca hát đi ra chiến trận, mà họ là cái toán quân đi trước. Sao sự suy nghĩ của con người của chúng ta, đó là đem cái cách để nướng lính của mình nhanh nhất, không có một tấc thép ở trong tay, chỉ đi ca hát à. Nhưng mà Giô-sa-phát đã hiểu được nguyên tắc. Ông nhắc nhở dân sự của Chúa, trong trận chiến này các ngươi không cần đánh, vì lời của Chúa đã nói như vậy. Vì trận chiến này thuộc về Đức Giê-hô-va. Mà nếu là thuộc về Đức Giê-hô-va thì ông và dân sự của ông phải làm gì? Cảm ơn Chúa trước. Ông lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh và đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khuyến khích tất cả mọi người hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót của Ngài hằng có đời đời. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là trong lúc họ đang ca ngợi Chúa như vậy, thì Đức Chúa Trời đặt phục binh và khiến cho đạo quân này trở gươm giết lẫn nhau, không còn một đứa nào sống hết. Một cái thực lực mà chúng ta thấy rằng nó choáng ngợp lòng của những người Israel. Và khi Đức Chúa Trời Ngài nhúng tay vào đó, Ngài đáp lời cầu nguyện, Ngài đáp lời cảm tạ của Giô-sa-phát, thì chúng ta thấy rằng không còn một tên lính nào đứng hết. Mà không phải do ai giết, mà chính họ trở gươm giết lẫn nhau. Không, sự bối rối hỗn loạn, mắt của họ bây giờ mù quáng hết, họ nhìn với nhau không còn thấy là bạn nữa, mà trở nên thù, và chúng ta không biết còn những điều gì khác nữa, nhưng mà họ trở gươm họ giết lẫn nhau. Chúng ta phải đồng ý rằng đây là một cách bất thường để tổ chức một đội quân, phải không? Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, đây là nguyên tắc mà Chúa muốn chúng ta sử dụng. Nếu chúng ta là những người của đức tin, chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời, chứ không phải là cầu nguyện lấy lệ rồi xong chính mình sẽ làm việc, thì chúng ta thấy cái này nó hợp lý. Còn nếu chúng ta sống với cái thái độ lý trí và chúng ta xin là một chuyện, tại vì Kinh Thánh Chúa nói rằng có cầu nguyện thì mình cũng cầu nguyện cho đủ xong rồi, bây giờ chính mình phải lo cái chuyện thắng bại cho cuộc chiến này. Các anh chị em, chúng ta cần phải đặt lòng tin của mình nơi Chúa một cách trọn vẹn trước. Cầu nguyện và ngợi khen là đức tin được diễn đạt thành lời. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nói là Chúa, cảm ơn Ngài vì đã giải quyết tình trạng phá sản của con, và chúng ta tin rằng Chúa Ngài sẽ giải quyết về tài chính của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa đang chăm sóc nỗi đau đớn của con, tin rằng sự chữa lành của Chúa đang đến. Cảm ơn Chúa, Ngài đang giải quyết những mâu thuẫn ở trong hôn nhân của con, tin rằng vợ chồng sẽ hòa thuận. Tại vì chúng ta ngồi và chúng ta than vãn, và chúng ta làm cho việc nó càng tồi tệ hơn khi chúng ta bắt điện thoại lên, chúng ta nói cho cả thế giới biết, dành thời giờ đứng lên ngợi khen Đức Chúa Trời, cảm tạ Chúa trước vì những điều mà con cầu nguyện chắc chắn sẽ xảy ra.
Con tin rằng nó đã xảy ra rồi, cho nên con chờ đợi bằng sự cảm tạ, cảm ơn Chúa trước, vì điều chắc chắn nó sẽ xảy ra và con sẽ thấy. Chúng ta thấy quân đội của Josaphat không nhấc một ngón tay, ngoài trừ việc chơi nhạc cụ của họ, và họ đã chiến thắng trận chiến như thế nào. Chúa ban phước để chúng ta sẽ học thái độ này, cảm tạ. Cảm tạ là điều mà Đức Chúa Trời muốn tìm thấy ở trong đời sống của chúng ta. Việc còn lại để Chúa làm. Đặt lòng tin trọn vẹn Chúa, Ngài sẽ nhúng tay vào trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu cảm ơn Chúa vì bước bứt phá của mình, Chúa sẽ nhúng tay vào và Ngài sẽ làm việc. Chúng ta xem gương mẫu của Đức Chúa Giê-xu. Trước khi gọi Lazarus sống lại, trước khi Chúa Ngài quá bánh đãi 4.000 người ăn, trước khi sự chữa lành xảy ra, Chúa Giê-xu sống và dạy cái nguyên tắc này. Cảm ơn Chúa trước, cảm ơn Đức Chúa Trời trước. Chúng ta nhớ ở trong Giăng chương 11, Đức Chúa Giê-xu gọi người chết sống lại. Chúng ta biết Lazarus đã chết, ông thật sự đã chết rồi đó, đã 4 ngày rồi, người ta chôn ở trong mộ. Khi Chúa bảo lăn đá cửa mộ ra thì em của ông đã cản, thầy ơi, đã có mùi. Nhưng chúng ta để ý, đây là cách Đức Chúa Giê-xu Ngài làm việc. Trong Giăng chương 11 câu 41, 42 và câu 43, vậy họ dời tảng đá đi. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên và nói: thưa Cha, con tạ ơn Cha vì đã nhậm lời con. Lazarus còn nằm trong mộ mà. Nhưng Chúa Giê-xu Ngài ngước mắt lên và nói: thưa Cha, con tạ ơn Cha vì đã nhậm lời con. Con biết Cha luôn nhậm lời con, nhưng con nói điều này vì những người đang đứng quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai con đến. Nói xong Ngài kêu lớn: hỡi Lazarus, hãy ra. Cái thánh ghi lại là người chết, gãi liệm còn quấn chung quanh, đi ra từ nơi ngôi mộ. Chúa Giê-xu tạ ơn lúc nào? Khi Lazarus bước ra trước. Con tạ ơn Cha. Và chúng ta đi đến đây là việc mà Chúa Giê-xu tin rằng nó đã xảy ra rồi. Con tạ ơn Cha vì đã nhậm lời con. Cảm ơn Chúa. Đây là nguyên tắc của vương quốc của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa Ngài cho chúng ta là người của vương quốc, chúng ta học theo Thầy của chúng ta, học theo Cứu Chúa của chúng ta, để chúng ta cũng làm như vậy. Chúa Giê-xu tạ ơn Chúa Cha trước khi việc xảy ra, vì Ngài có đức tin một cách trọn vẹn, đức tin của Đức Chúa Trời rằng việc chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ hai, chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu chữa lành cho 10 người phùng. Ở trong Luca chương 17 từ câu 11 cho đến câu số 19, chúng ta biết những người phung cùi nhìn thấy Chúa Giê-xu từ xa và xin Chúa thương xót và chữa lành cho họ. Vì vậy Chúa Giê-xu bảo họ đi trình diện với thầy tế lễ. Chúng ta biết ở trong xứ Israel vào thời đó, khi một người phung được chữa lành thì họ phải đi trình diện với thầy tế lễ đương thời. Thầy tế lễ sẽ xét nghiệm xem da của họ đã được sạch chưa, rồi giúp cho họ dâng một của lễ tạ ơn Đức Chúa Trời để họ có thể trở lại với cuộc sống, với xã hội. Và những người phung cùi bị kể là ô uế, bị chứng bệnh đó nó rất là lây ở trong thời đó. Chúng ta để ý ở đây, Đức Chúa Giê-xu bảo mấy người này hãy đi và trình diện với cái thầy tế lễ. Họ mới xin Chúa à? Họ xin Chúa. Chứ sai phái họ đi để gặp cái thầy tế lễ trong khi phung của họ chưa được lành. Đây có phải là một cái thái độ cảm ơn Chúa trước khi việc nó xảy ra không? Bước cái bước của đức tin. Khi vào làng kia, có 10 người phúng hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn: lại Giê-xu, lại Thầy, xin thương xót chúng tôi. Khi thấy họ, Ngài phán: hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Và đây là chỗ mà chúng ta thấy đây. Họ vâng lời họ đi. Họ đang đi thì phúng hủi được sạch. Họ đi để làm gì? Họ đi để trình diện cho các thầy tế lễ là mình đã được sạch trong khi chuyện chưa xảy ra. Nhưng mà khi họ xoay mặt của họ từ chỗ thư chuyện với Đức Chúa Giê-xu xin Ngài hướng về đền thờ để gặp thầy tế lễ đó, thì trong lúc họ đang đi thì họ đã được sạch.
Nếu có một anh vô tính nào đứng đó trả treo với Chúa, còn cùi còn phun như thế này mà đi gặp tế lễ, ông tán cho một cái, đi đến đây gây ô uế cho ông mà ông đuổi ra khỏi dân sự luôn. Để làm cho ông ô uế nó, ông sẽ ném đá, ông kêu người ta ném đá cho đến chết. Không, mọi người, anh chị em, cho tôi nhắc nhở anh chị em điều này. Trên đường chúng ta đi đó, cảm ơn Chúa trước. Và chắc chắn là khi anh chị em đến nơi mà Chúa ngày sai anh chị em đi đó, thì anh em sẽ nhận được điều anh em cầu nguyện. Người đàn bà bị bệnh nó quyết, chúng ta đã học trong tuần trước, 12 năm. Khi người phụ nữ có kinh nguyệt, chúng ta thấy rằng mất máu chỉ trong mấy ngày mà người của họ đã yếu rồi. Đằng này người đàn bà này trong 12 năm chạy chữa hết tất cả những thầy thuốc trong thời bấy giờ, và tôi tin rằng nghe ông thầy nào giỏi bà cũng đi hết á. Bà bán bao nhiêu tiền của mình có được bà trả cho mấy ông thầy này, mà tình trạng đó thì không có gì thay đổi. Một ngày kia bà nghe về Đức Chúa Giêsu, đức tin bắt đầu xuất hiện ở trong tấm lòng. Bà cảm ơn Chúa liền trong tiếng nói của đức tin: nếu tôi chỉ rờ đến áo của Ngài, tôi sẽ được sạch. Những điều các con cầu xin, hãy tin rằng mình đã được rồi, các con sẽ được điều đó. Bà len vào trong đám đông, rờ đến áo của Chúa thì lập tức bà bởi đức tin kéo cái sức quyền năng chữa lành của Chúa toát ra từ Ngài, chạm đến thân thể của bà. Bà nghe thân thể của mình máu nó cầm lại và được lành ngay tức khắc. Tiếng nói của đức tin, của sự cảm tạ trước là điều hết sức là quan trọng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta vâng lời. Khi họ đang đi thì phong hủy được sạch. Có một người trong họ thấy mình đã được lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và đến phủ phục dưới chân của Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu phán: không phải 10 người đều được sạch cả sao, còn 9 người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc này sao? Và đây là điều tuyệt vời xảy ra đấy anh chị em. Câu số 19: rồi Ngài phán với anh ấy: hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành cho con. 9 người kia được sạch bệnh phung, nhưng mà người này được chữa lành hoàn toàn. Có nghĩa là những vết tích của phung hủy để lại ở trên những người kia vẫn còn đó, họ được sạch thôi. Còn người này nhận được sự chữa lành, phép lạ của sự chữa lành hoàn toàn. Tại sao? Vì người này đã trở lại cảm tạ Đức Chúa Trời, cảm tạ Đức Chúa Giêsu. Và ông Kinh Thánh dùng cái chữ hết sức là đặc biệt: ông lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời. Và sự lớn tiếng này trong tiếng Hy-ba-lai là lớn tiếng, trong tiếng Hy Lạp là lớn tiếng, trong tiếng Hán Việt của chúng ta là lớn tiếng, trong tiếng Việt của chúng ta là lớn tiếng để tôn vinh Đức Chúa Trời. Không có gì để khó hiểu hết. Cho nên chị em, tôi xin rằng trong từ đây cho đến những ngày còn lại cuộc đời của chúng ta trên đất, khi chúng ta còn sinh hoạt trong hội thánh, đừng để người hướng dẫn ngợi khen phải khích lệ chúng ta lớn tiếng ngợi khen Chúa. Chứ chẳng không cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta là những người có tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ trở lại. Mỗi lần chúng ta có cơ hội đến với hội chúng của Chúa thì chúng ta sẽ lớn tiếng ngợi khen Chúa. Chỉ có những con người vô ơn mới ngậm miệng trước mặt đứng để làm ơn cho mình. Phải không anh chị em? Thí dụ có ai đó trong chúng ta đã được một người cứu mạng của chúng ta, chúng ta lúc bây giờ cảm ơn người đó. Nhưng nếu người đó đến đây với chúng ta trong ngày hôm nay, chúng ta gặp người đó chúng ta làm gì? Tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn phải không? Còn cái người mà vô ơn đó, thì sẽ gặp: hồi trước tôi đã làm rồi, bây giờ có gì đặc biệt của cái ông này, cái chị này? Không, chúng ta phải biết ơn. Khi ông bà nội của tôi sau khi tin Chúa dâng cái trần gòn, cái nhà kho sửa lại làm nơi nhóm lại, thì lúc bây giờ có một cái tôn giáo địa phương ở tại đó là Phật giáo Hòa Hảo, họ rất ghét chuyện này, họ đã đến đốt nhà thờ và bắt ông nội của tôi đem đi mặt bắt cóc. Với cái giá để chuộc ông về đó là bán hết tất cả tài sản chứ không định giá tiền. Tôi nghe kể là bà nội của tôi phải gom hết tất cả những gì mình có đem bán để đổi thành tiền để đưa cho họ.
và họ bảo rằng phải đổi tên và biệt xứ. Cho nên từ Chợ Giàm, ông bà nội của tôi lên đến Tân Châu để lập nghiệp. Đến Tân Châu trong những ngày khó khăn đó, có một gia đình là giúp đỡ cho bà nội của tôi, cô vốn liếng để làm ăn, để lập nghiệp trở lại. Thì bà nội của tôi luôn luôn nói, cái người đó, cái gia đình đó là người ơn của chúng ta. Tết nào, bà cũng bắt anh em của chúng tôi xách quà đi để tặng quà Tết, gửi quà Tết cho gia đình của ông bà đó. Tôi lúc nhỏ không hiểu, tôi nói cảm ơn lần không đủ sao, một năm không đủ sao. Bây giờ nhìn lại mới thấy cảm ơn Chúa vì ông bà nội của tôi đã hiểu nguyên tắc này. Và Đức Chúa Trời Ngài thấy và Ngài tiếp tục ban phước. Và gia đình của chúng tôi ngày hôm nay được phước của Chúa trong những mức độ mà đến thế hệ thứ ba, thứ tư rồi Chúa vẫn tiếp tục ban phước. Anh chị em, bởi cái lòng biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa, cảm ơn Chúa trước về những điều mà chúng ta xin, thì chúng ta sẽ thấy đem lại những sự bứt phá ở trong đời sống của chúng ta. Đừng chờ cho đến khi mắt thấy, lúc đó trễ rồi. Chúng ta phải vận dụng và sử dụng đức tin của chúng ta bằng cách là chúng ta nói thành lời cảm ơn Chúa trước khi mắt của chúng ta thấy, và những việc của thuộc thể nó theo kịp với lại việc thuộc linh đã xảy ra rồi. Người có đức tin cầu nguyện thì biết chắc rằng trong linh giới Đức Chúa Trời Ngài đã cho rồi, và nó đang trên đường đến với chúng ta. Trong lúc chúng ta chờ đợi, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chắc chắn việc sẽ xảy đến, con đã nhận điều đó rồi, vì Chúa đã đáp lời cầu nguyện của con. Cảm ơn Chúa. Một câu chuyện khác để cho chúng ta thấy cái sự bứt phá mà gương của Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Chúa Giêsu, Ngài đã hóa bánh để đãi cho một đám đông ăn từ 7 cái bánh và mấy con cá nhỏ. Ở trong Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 32 cho đến câu số 38. Khi đó Đức Chúa Giêsu gọi môn đồ đến và phán rằng: Ta cảm thương đoàn dân này vì họ đã ở với ta 3 ngày, bây giờ không có gì ăn cả. Ta không muốn họ nhìn đói ra về e bị xỉu dọc đường chăng? Các môn đồ thưa: Giữa nơi hoang mạc này, chúng ta kiếm đâu ra đủ bánh cho đoàn dân đông đảo này ăn? Ngài hỏi các môn đồ: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Họ thưa: Có 7 cái bánh và vài con cá nhỏ. Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất. Ngài lấy 7 cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để họ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Những mẩu bánh thừa thu lại được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4.000 người, không kể phụ nữ, trẻ em. Sau khi cho dân chúng về, Ngài xuống thuyền qua miền Magadan. Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta ở chỗ này. Ngài lấy 7 cái bánh và vài con cá. Các môn đồ đã nhắc Chúa: Có, nhưng rất giới hạn thầy ơi. Chúa Giêsu Ngài chỉ cho các môn đồ của Chúa, Ngài trao cho ông cái chìa khóa để có thể có ích quá là nhiều. Khi đến với Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng có thể làm cho ích trở nên nhiều bằng hết cả lòng tin, bày tỏ ra bằng lời cảm tạ. Amen anh chị em. Cảm tạ. Trong sinh hoạt của Hội Thánh và trong chúng tôi cứ thấy điều này xảy ra luôn. Khi chúng ta thường xuyên mỗi tuần ăn trưa và bữa ăn thông công của Hội Thánh, có những lúc ngồi ở trong phòng thờ phượng, nhà tôi bước ra thấy rằng thức ăn không đủ và cầu nguyện xin Chúa quá bánh. Khách bà đó vẫn xảy ra. Và cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn và cảm tạ Chúa vì Ngài đã nói là Hội Thánh đãi cho anh chị em về nhóm lại, thì chắc chắn Chúa Ngài sẽ tiếp trợ. Nhất là trong những ngày lễ đặc biệt, số người tham dự và ăn đông hơn số dự liệu. Nhưng mà tại nước Chúa Trời, 38 năm trong 40 năm chúng ta sinh hoạt, Hội Thánh của Chúa luôn luôn thấy điều này. Sau khi mọi người ăn no rồi, vẫn còn dư. Cảm ơn Chúa. Học nguyên tắc của Đức Chúa Giêsu để chúng ta có thể thấy được. Ngài dạy cho những người phung đi và tạ ơn Đức Chúa Trời trước khi được sạch. Đó là việc Đức Chúa Giêsu Ngài làm, gương Chúa Giêsu Ngài đã làm. Tạ ơn Cha vì Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của con trước khi Lazarus sống lại. Tạ ơn Cha vì
thức ăn này sẽ đầy đủ cho đoàn dân này mà còn dư ra, bởi vì Cha là đấng có quyền để làm cho ít trở thành nhiều, từ chỗ không có trở nên có. Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta. Cho anh chị em trong mùa tạ ơn này, tôi khuyến khích anh chị em xin Chúa Ngài chạm trổ trong tấm lòng của con cái thái độ và tấm lòng biết ơn Chúa, và thể hiện đức tin của chúng ta trong việc cảm ơn Chúa trước. Để từ đây không ai đứng gần tôi nghe tôi cầu nguyện cho một người, xin Chúa cho họ được chữa lành, rồi xong tôi lại cảm ơn Chúa vì họ đã được lành. Anh chị em thắc mắc sao chưa lành mà ông mục sư không nói gì? Và chúng ta sẽ amen và nói rằng chúng con tin, con hiệp ý với mục sư, con nhìn thấy, chắc chắn chúng con sẽ nhìn thấy người anh em này, người chị em này được lành ở trong ơn của Chúa. Thì cái sức mạnh của đức tin của chúng ta hiệp lại với nhau, lời cảm tạ cộng với lời đức tin của chúng ta sẽ thấy bứt phá xảy ra, chúng ta sẽ thấy ít thành ra nhiều. Đức Chúa Trời Ngài sẽ nhân bội lên những gì chúng ta cần ở trong đời sống của chúng ta, Ngài đáp ứng ở trong ơn của Ngài, chúng ta sẽ thấy sự phong phú và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước. Mấy điều chúng ta rút tỉa được ở trong nguyên tắc mà chúng ta học ở trong ngày hôm nay, cầu nguyện phải có đức tin. Nếu có đức tin cầu nguyện chi? Nếu chúng ta không có đức tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đáp lời cầu nguyện thì đừng cầu nguyện, mà cầu nguyện thì phải tin. Nếu chưa có đức tin giải quyết vấn đề đó bằng cách gì? Đến với lời của Đức Chúa Trời, đức tin đến với sự người ta nghe, và nghe là khi lời của Chúa được rao giảng, đọc lời của Chúa để được lời của Chúa xác nhận với chúng ta. Và khi chúng ta xin, hãy tin chắc điều mình xin mình đã được rồi. Câu Kinh Thánh này liên quan đến việc Chúa Ngài nói rằng chúng ta có cái đức tin nếu chỉ bằng hạt cải thôi có thể dời một hòn núi. Nhưng mà tất cả những điều đó nó được treo ở trên một cái lẽ thật mà chúng ta học ở trong ngày hôm nay. Đó là chúng ta phải tin và cảm ơn Chúa trước. Nếu chúng ta nói với hòn núi phải dời đi, nó sẽ vâng lời nếu chúng ta không nghi ngại ở trong lòng. Tuy nhiên là Chúa không có muốn chúng ta chút nữa ra khi chúng ta đáp chuyến bay qua Denver hay là những nơi có núi, chúng ta phải dời. Chúng ta phá hoại cái thế giới mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên mới tốt đẹp. Nhưng mà Chúa Ngài muốn nói tới đây là những cái núi đồi của những khó khăn trong đời sống, chúng ta có thể áp dụng. Nếu có những vấn đề nó, tạm dùng người của người Trung là nó to đùng đến cái độ giống như cái núi, thì đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời cũng có thể khiến cho cái nan đề lớn như vậy nó cũng phải dời đi khỏi đời sống của chúng ta. Đây chỗ mà chúng tôi áp dụng. Khi những người bị lệch cột sống, những người có những nan đề và cần được sự chữa lành ở trong thân thể, thì chúng tôi vận dụng cái đức tin dời núi này để truyền lệnh cho xương hông xoay đúng góc độ trở lại, cắt đốt sống trở lại đúng vị trí, và mọi việc phải được hoàn chỉnh ngay trong thời giờ này. Vì chúng tôi tin rằng những gì bác sĩ y khoa có thể sử dụng thuốc men và những phương tiện y khoa để sử dụng, tôi có thể sử dụng lời cầu nguyện để đem lại sự chữa lành cho những người có nhu cầu. Và khi tôi hình dung những cái đốt sống đó thì tôi nói nó như trong tâm trí của tôi, nó là cái hòn núi, nó phải nghe lệnh, nó phải vâng lời và nó phải di chuyển. Và nhiều anh chị em đã chứng kiến và đã kinh nghiệm điều đó. Tinh linh mình nghe xương hông của mình bắt đầu di chuyển, chân của mình thấy dường như có ai kéo nó ra. Chìa khóa nằm ở cái chỗ là người đứng cầu nguyện chung với chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời và trong lòng không một chút nghi ngại. Cho tôi thường nói với anh chị em, nếu anh chị em đến với lòng tin, chúng tôi những người phục vụ không có nghi ngờ, chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Và những phép lạ lớn đó anh chị em. Chúng ta nghe đang có nhiều người trong điếc bẩm sinh đang chờ ở tại Việt Nam để kinh nghiệm được phép lạ, vì họ đã nghe việc Chúa làm trong các chuyến trước của chúng ta. Bắt đầu từ một em, từ nhỏ cho đến năm 8 tuổi chưa bao giờ nói một chữ, và khi được phục vụ và chúng tôi công bố về sự chữa lành của Chúa và cảm ơn Chúa vì nó đã được lành ở trong Chúa và phép lạ xảy ra, tôi lấy đức tin khuyến khích cháu nói Giê-xu. Nó cũng là hành động của đức tin. Chứ còn xin xong rồi nó thôi, không về con chờ nha, mai ra có thể may mắn gì đó, sự chữa lành của Chúa sẽ rớt xuống ở trên người của con, rớt trúng ngay con thì con sẽ được lành không. Thử liền.
đó cũng là hành động đức tin. Kêu Giê-xu, nó nhìn qua nó nói cái gì đó, tôi nghĩ đứa nhỏ này nó cần phải nghe rõ cái câu nói một lần nữa. Giê-xu thì mẹ của nó và chị của nó đã khóc. Nào mục sư ơi, nó mới gọi chị ơi, nó nói tiếng Miên, tiếng Khmer, cho nên tôi không biết, tôi tưởng là nó không nói được tiếng Giê-xu. Mẹ và em đã khóc vì lần đầu tiên người chị nghe em của mình bằng chính giọng nói của nó gọi chị ơi. Việc đồn ra, năm sau người ta kéo nhiều người có nhu cầu đó cùng đến, và đức tin cứ được gia tăng ở trong đại hội đó. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu, bởi vì những người đến đó là họ đến để nhận sự chữa lành. Chúng tôi về đó để phục vụ là chúng tôi không nghi ngờ về sự chữa lành của Chúa, chắc chắn việc sẽ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Hôm thứ Sáu có một cái bản tin mà làm cho chúng tôi rất là được kích lệ. Giữa tháng 10, có một vị mục sư trước đây là mục sư trưởng của Hội Thánh đã kinh nghiệm sự phục hưng lớn lao được gọi là Brownsville Revival, mục sư John Kirkpatrick. Ông có một giấc mơ, tức là ông đang đứng ở tại nước Anh. Trên một đường phố thì người ta nhận diện được ông mà nói rằng, ô, xin đến và cầu nguyện cho giám mục của chúng tôi, ông cần được sự cầu nguyện. Mà khi người ta dắt đến thì thấy ông giám mục này đang nằm ở trên một cái giường ở giữa đường. Thì ông hỏi gì chứ, ông ta bị cái gì? Nói ông ta bị linh của bệnh tật đang cầm giữ ông. Ông sư John McKendrick hết sức là ngạc nhiên, linh của bệnh tật, họ nói rất chính xác như vậy. Thì ông cùng với các mục sư khác hiệp lại, nhân danh Chúa và cầu nguyện, công bố đuổi cái linh bệnh tật đó. Thì sau khi ông đang cầu nguyện như vậy, nghe có những tiếng động, bắt đầu gió thổi. Mà ở trong giấc mơ ông thấy cái linh bệnh tật nó xuất ra khỏi ông này, ông giám mục này, ông bật dậy, phục hồi sức khỏe và được lành. Còn một lúc đó nhiều người đang đứng quan sát cũng nghe cái tiếng âm thanh đó, thì họ cũng đón nhận và thấy linh của bệnh tật bay ra khỏi họ và họ được lành hết. Rồi làn sóng cái gòn gió đó cứ mỗi một lúc một thổi mạnh hơn, đến mức độ là tất cả các đường phố ở tại London đều đầy chật những người đang đứng ngợi khen Đức Chúa Trời. Và họ ngợi khen Đức Chúa Trời thì gió của Chúa thổi đến, linh bệnh tật nó bay đi mất. Vô số người được chữa lành. Và trong giấc mơ ông thấy nữ hoàng của nước Anh vừa mới qua đời. Bà đứng lên và bà nói rằng đây là những điều tuyệt vời. Bà đã cầu nguyện để thấy việc này xảy ra, sự phục hưng xảy ra cho nước Anh. Bây giờ bà rất vui để thấy điều đó. Nhưng mà điều đáng tiếc là bà lúc còn sống chưa thấy được điều này. Ông sư John giật mình thức dậy. Ông nhìn qua chiếc đồng hồ của mình, đó là 5 giờ 55 sáng. Con số 5 chúng ta biết là con số của Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng tôi tin rằng tôi vừa thấy một cái giấc mơ do Đức Chúa Trời nghe cho thấy. Đó là gió của Thánh Linh đang thổi. Ngọn gió của sự chữa lành của Chúa đang thổi. Quyền năng của Chúa đang thi thố. Và linh của bệnh tật, spiritual infirmity, nó sẽ rời nhiều người trên khắp các nước ở trên thế giới này. Và cảm ơn Chúa. Và trong ơn của Chúa, ông đã tuyên bố ngày 25 tây tháng 10, những cái sự đau đớn bao trùm thế giới này của COVID nó đã lìa khỏi nhân loại. Và ngọn gió của Đức Thánh Linh đang thổi, và khắp tất cả mọi nơi, mọi quốc gia trên thế giới này, Chúa như đang làm việc đem lại sự chữa lành, chuẩn bị những con người sẵn sàng để đón tiếp sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Nhưng chúng tôi tin rằng trong những ngày sắp đến, anh chị em nếu trong thời giờ này vừa nghe cái giấc mơ đó của mục sư John Patrick, anh chị em nhận thì anh em đã được lành rồi. Những yếu mọn trong thân thể của chúng ta, và có những cái bệnh, có những cái thứ trong đời sống của chúng ta mà chúng ta phủi hoài không hết, chúng ta cần được giải cứu. Và Chúa ngài đang giải cứu đồng loạt cho cả nhân loại bằng cách gió của Đức Thánh Linh đang thổi. Hãy đứng lên trong thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho và truyền lệnh cho linh của bệnh tật, mày phải lùi ra khỏi thân thể của ta vì mày đang hoạt động một cách bất hợp pháp trong thân thể của một người đã được Chúa Giê-xu trả xong hết tất cả những gì cần thiết để được lành rồi. Amen anh chị em. Rồi anh chị em tạ ơn Chúa vì con đã được lành, tạ ơn Chúa vì người thân thương con được lành, tạ ơn Chúa vì dân tộc của chúng con sẽ được biết đến Chúa, vì quyền năng chữa lành của ngài sẽ thể hiện ở trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta sẽ là những người chứng kiến tận mắt những điều Chúa ngài làm ở trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có mặt ở đây, nếu anh chị em chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống của mình, anh chị em hãy nắm bắt cơ hội ngày hôm nay, nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Xin những gì Chúa ngài đã thực hiện cho chúng ta tại thập tự giá được áp dụng trên đời sống của chúng ta.
để tội chúng ta được tha thứ, chúng ta được kết nối trở lại, được giảng hòa với Đức Chúa Trời và được làm người nhà của Ngài, để thiên đàng là nhà tương lai của anh chị em. Hãy làm công việc đó để chúng ta có thể bước vào trong phước hạnh và trong giao ước của Chúa. Và cùng với chúng tôi, chúng ta xây dựng một cộng đồng đức tin để chúng ta cùng hưởng những phước hạnh mà Chúa Ngài đã định, để chúng ta liên tục được phước của Chúa đổ xuống và chúng ta ra đi, chúng ta làm nguồn phước cho nhiều người. Vì tài nguyên trong vương quốc Đức Chúa Trời rất là lớn, không bao giờ cạn kiệt. Ngài đang chờ những người sẵn lòng để Chúa có thể làm việc xuyên qua những cuộc đời đó. Cảm ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì những gì Chúa Ngài đã làm cho đời sống của chúng ta. Hãy trong ơn của Ngài. Anh chị em xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này. Có những nan đề nào anh chị em đang đối diện? Từ bệnh tật cho đến những sự khó khăn khác ở trong đời sống. Theo lời của Đức Chúa Giê-xu, bất cứ điều chi, bất cứ nan đề nào anh chị em gặp, hãy thưa với Chúa trong thời gian này. Xin Chúa can thiệp, xin Chúa Ngài giúp đỡ. Có thể là hôn nhân, có thể là công việc làm, tài chánh chăng, hay là mối quan hệ của chúng ta với con cái. Trình dâng cho Chúa. Đến với Chúa bằng hết cả đức tin rằng Ngài có quyền để có thể can thiệp. Và Ngài sẽ ban thưởng cho anh chị em khi anh chị em đến với Chúa trong đức tin. Xin anh chị em, xin một lời cầu xin bởi đức tin. Những con cái của chúng ta hiện tại đang sống xa Chúa, là Chúa xin đem con cái của con về, để nó chẳng những sống một đời sống tin kính Chúa mà sẽ trở nên những người hữu dụng ở trong tay của Chúa. Đức Chúa trời đang chờ đợi. Đừng năn nỉ Chúa, nhưng mà hãy xin với hết cả lòng tin. Rồi tạ ơn Chúa vì con của con sẽ bước vào trong thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định cho nó. Xin ý của Chúa được nên trên đời sống của con Chúa sẽ làm việc về sức khỏe của anh chị em. Cầu nguyện xin Chúa Ngài can thiệp. Xin áp dụng phúc lợi của những giọt huyết mà Chúa đã đổ tại những lần đòn đã giáng xuống ở trên lưng của Ngài, để con được lành ở trong Chúa. Xin áp dụng phúc lợi của những giọt huyết đó ở trên thân thể của con. Lạy Chúa là đấng mà lời của Chúa nói rằng Ngài chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Xin Chúa Ngài đánh đuổi kẻ ức hiếp ra khỏi đời sống của con. Và cái ức hiếp của nó là bệnh tật, để con có thể kinh nghiệm được sự tự do. Rồi nói với linh của bệnh tật, spirit infirmity, ngươi phải ra khỏi thân thể của ta. Anh chị em cảm ơn Chúa trước về việc Chúa Ngài làm. Hãy hành động bằng đức tin để anh chị em sẽ nhận được điều mà Chúa Ngài hứa ban cho chúng ta. Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được lành bởi vì Ngài là Đức Sê-va Ra-phai của chúng ta. Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được Chúa Ngài chu cấp cho đời sống chúng ta vì Ngài là Đức Sê-va Di-rê của chúng ta. Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được sự bình an vì Ngài là Đức Sê-va Sa-ma của chúng ta. Chúa hứa rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vì Ngài là Đức Sê-va Ra của chúng ta. Ngài luôn là đấng dẫn dắt ban phước trên đời sống của chúng ta. Ngài là đấng chiến trận cho chúng ta. Ngài là đấng binh vực chúng ta. Cho nên chúng con tạ ơn Ngài vì tất cả những lời hứa của Chúa ở trong Đức Chúa Jesus Christ là phải và amen. Chúa con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus, chúng con đến với Chúa trong thời gian mà cầu nguyện. Xin Chúa ban phước. Những điều chúng con học ngày hôm nay sẽ ghi khắc trong tấm lòng của chúng con. Chúng con sẽ yểm trợ cho lời cầu nguyện của chúng con bằng sự cảm tạ Chúa trước. Để chúng con tưới nước cho điều mà chúng con cầu xin. Để chúng con sẽ thu hoạch. Và trong ơn của Ngài. Xin ban ơn trên hết thảy anh chị em chúng con. Để tất cả chúng con sẽ là những người mỗi ngày đức tin chúng con được kiện toàn hơn trong Ngài. Đời sống của chúng con liên tục được Chúa Ngài ban phước và sử dụng. Chúng con ngợi khen Chúa. Xin ban ơn trên những ai đang cần phép lạ, sự can thiệp của Chúa. Để chúng con ai nấy đều sẽ nhận được ơn của Ngài. Để mùa tạ ơn này chúng con lại còn có nhiều duyên cớ hơn nữa để chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Xin đi cùng một dẫn nhắc hãy thải chúng con. Trong bước đường đi theo Chúa, đức tin của chúng con mỗi ngày một kiện toàn càng hơn trong Chúa. Cho đến chừng, chúng con thấy sự ban thưởng của Chúa sẽ là lớn lao và dư dật trong đời sống của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con phó nhân mỗi chúng con trong ân điển của chúng con. Chúa là ân điển đã cứu chúng con, cũng là ân điển ban chúng con sức mạnh, khả năng để chúng con có thể làm theo lời của Chúa dạy. Cảm ơn Ngài và ơn Ngài về những việc Chúa làm. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa và đồng ơn của Ngài. Hallelujah. Xin chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Chúa trước về bữa ăn.
Rồi khi anh chị em sang bên đó thì có thể chúng ta bắt đầu cùng ngồi lại chúng ta dùng bữa, trong khi chúng tôi nán lại tới đây để cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Cho nên chúng con cảm ơn Chúa vì bữa ăn tuyệt vời mà các anh chị em của chúng con đã chuẩn bị để chúng con có cơ hội để cùng dự bữa tiệc tạ ơn này. Xin Chúa ban phước trên những thức ăn này, bổ sức lại chúng con. Xin ban ơn trên những bàn tay đã chuẩn bị để chúng con có cơ hội ngồi lại để chúng con có bữa ăn thông công, cũng như kể cho nhau nghe những việc phước hạnh mà Chúa Ngài đã làm cho chúng con trong lòng biết ơn và cảm tạ Ngài. Nguyện xin mục đích của Chúa cho bữa ăn này sẽ được thể hiện ra một cách trọn vẹn ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, nhận lãnh với lòng biết ơn tạ ơn Ngài, vì chúng con hiểu biết cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.